Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình sẽ giúp các bạn hết sợ tiếng Anh và học tiếng Anh hiệu quả hơn nha. Các bạn có biết yếu tố nào quyết định đến sự thành công trong việc học tiếng Anh không? Phát âm, ngữ pháp, hay nghe nói đọc viết? Tất cả những điều trên đều sẽ không còn là gì cả nếu chúng ta không có từ vựng. Thế nhưng mà trong lúc học tiếng Anh, thì dù là học ở trên trường hay học ở trung tâm hay thậm chí là tự học, thì từ vựng lại là cái mà chúng ta chán nhất khi học, khiến chúng ta kiểu rất là nhanh nản. Vì đa số chúng ta đều học theo phương pháp truyền thống, đó là viết một danh sách các từ mới và kèm với nghĩa tiếng Việt của nó, rồi nhìn kiểu ngao ngán, thậm chí là kiểu mình chẳng nhớ được cách phát âm của từ đấy là gì, dẫn đến là mình cũng không ghép được các từ vựng đó tạo thành một câu. Chính vì vậy nên chúng ta rất là khó để nhớ được cái từ vựng đó nghĩa là gì. Và thậm chí khi mà chúng ta nhìn từ mới, chúng ta viết lại vào vở, rồi chúng ta quên luôn cái việc ôn tập. Và các bạn biết rồi đấy, khi mà hôm nay chúng ta có 10 từ mới chẳng hạn, hôm sau lại có 10 từ mới nữa, và nó cứ lấp dần, đầy dần, đầy dần, và sẽ khiến chúng ta bị nản, cực kỳ nản. Vì vậy, mình khuyên các bạn đó là từ nay hãy bỏ cái kiểu học truyền thống đấy đi. Mà ở video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp để học từ vựng mà cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều các YouTuber khác cũng đã nhắc tới. Đó chính là phương pháp Spaced Repetition. Nói gọn lại thì đấy là phương pháp mà kiểu lặp lại ngắt quãng, giúp cho người học có thể cải thiện được khả năng ghi nhớ rất là tốt, so với cái việc là chúng ta cứ nhồi một danh sách vào đầu như vậy. Và theo nghiên cứu của một nhà tâm lý học người Đức tên là Hermann Ebbinghaus, khi học theo cái kiểu nhồi như vậy thì hầu hết chúng ta chỉ nhớ được ở trong một thời gian ngắn thôi, và sẽ quên sạch sau một khoảng thời gian sau đó. Đó chính là lý do vì sao mà cảm giác mình học rất là nhiều từ nhá. Mình hôm nay mình kiểm tra mình thuộc rồi đấy, nhưng mà đến 1-2 hôm sau hoặc là tuần sau, khi chúng ta học một cái list danh sách từ mới khác, và chắc chắn các bạn bị rơi rụng rất nhiều những từ hôm trước chúng ta học. Cũng theo cái nghiên cứu này, để tăng cái hiệu quả ghi nhớ thì ta cần phải thực hiện một cái phương pháp, đó chính là Spaced Repetition. Đúng thời điểm, người ta hay gọi đó là thời điểm vàng. Có thể hiểu đơn giản đó là chúng ta có thể học một cách ngắt quãng thời gian. Người học sẽ lặp đi lặp lại những cái kiến thức đã học trước đó, nhưng những lần lặp lại đó nó phải cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Các bạn cũng cần phải biết rằng cái khả năng ghi nhớ của con người, khi mà chúng ta bắt đầu học một cái gì đó, khả năng ghi nhớ đang là 100%. Tuy nhiên nó sẽ giảm nhanh chóng xuống chỉ còn 40% sau những ngày đầu tiên. Và sau một tuần chúng ta không ôn tập gì cả, chúng ta chỉ còn nhớ được 10% thông tin nữa thôi. Vì vậy ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app giúp các bạn học từ vựng. Và app đó chính là Mochi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn nhé. Để tải app thì chúng ta hãy cùng nhau vào CH Play hoặc là App Store, chọn vào cái mục Mochi học từ vựng tiếng Anh. Tiếp đó thì hãy tải app về máy nhé. Giao diện của app thì được thiết kế khá là dễ dùng, kiểu màu sắc rất là vui tươi ấy. Bạn có thấy là biểu tượng của Mochi cũng rất là đáng yêu. Trong app của Mochi thì sẽ có tổng cộng là 15 khóa học, từ các từ vựng cơ bản đến từ vựng nâng cao, ví dụ như là IELTS hay là TOEIC, hay là dành cho các bạn học sinh cấp 3 ôn thi đại học. Đầy đủ hết, các bạn chỉ cần vào học thôi. Tất cả các từ vựng thì đều được chia thành các chủ đề để giúp chúng ta có thể học và áp dụng một cách tốt hơn. Mình sẽ cùng nhau thử vào mục đầu tiên nhé, Schools. Student. Từ vựng thì hiển thị theo dạng flashcard. Mặt trước thì có hình ảnh này, audio và ví dụ để giúp chúng ta kiểu đoán nghĩa của từ. Sau đó thì mặt sau sẽ là phiên âm và nghĩa tiếng Việt của nó. Sau đó Student. Thì các bạn sẽ nghe lại cái từ vựng này và gõ lại xem mình có nhớ được chưa. Ngoài ra thì app còn có cả gợi ý của từ nữa để giúp cho mình ôn luyện đó. Học từ vựng kiểu này thì khá là thú vị và sẽ giúp cho chúng ta kiểu không bị nhàm chán nữa. Các bạn cũng chẳng cần phải mất thời gian để ghi ra vở nữa, chúng ta chỉ cần thêm từ vào app hoặc là chúng ta học luôn các gói từ vựng mà app đã có sẵn rồi, thì cách học này tối ưu hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì app Mochi còn áp dụng cái phương pháp lặp lại ngắt quãng mà chúng ta đã từng nói ở trên. Dựa vào lịch sử học của các bạn thì Mochi sẽ tính toán và nhắc nhở cho chúng ta ôn tập vào đúng cái thời điểm vàng. Thời điểm vàng chính là cái thời điểm mà chúng ta sắp quên mất từ vựng đó ấy, thì app sẽ nhắc chúng ta để cho chúng ta có thể ôn lại từ đó luôn. Và cái tính năng này thì sẽ được thể hiện bằng cái đồng hồ đếm ngược. Bây giờ các bạn chỉ cần đợi Mochi nhắc các bạn thôi. Và mỗi ngày chúng ta bỏ ra khoảng 10 đến 15 phút để học. Học mọi lúc mọi nơi,
và bạn hoàn toàn có thể nhớ được 1.000 từ vựng trong vòng 1 tháng. Đấy là điều có thể nhé. Vì sao lại có con số 1.000 cụ thể như vậy? Bởi vì những từ vựng các bạn đang học hay đã học đều được thuật toán của Mochimochi ghi lại và phân chia thành các cấp độ ghi nhớ khác nhau. Các bạn có thể quan sát ở đây, chúng ta sẽ có những cấp độ. Từ cấp độ 1 là chưa ghi nhớ, cấp độ 2 mới học, cấp độ 3 nhớ tạm thời, cấp độ 4 là các bạn đã ghi nhớ được từ vựng này, và cấp độ 5 là chúng ta đã thành thạo từ vựng này rồi. Từ đó xây dựng lộ trình học tối ưu, giúp hiệu quả trong việc ôn tập. Ngoài ra thì mình cũng thấy có một tính năng của app Mochimochi rất là tiện và miễn phí nhá. Đó là các bạn có thể tra từ vựng ngay trực tiếp trên trình duyệt web. Các bạn chỉ cần vào cái phần tiện ích của Google Chrome ấy, rồi các bạn search cái chữ là Mochi Dictionary và các bạn add nó vào trong Google Chrome. Rồi khi đó các bạn lướt Facebook hay là lướt tin tức hay là đọc báo tiếng Anh á, thì các bạn chỉ cần là bôi đen cái từ vựng mà mình không biết. Đó, thế là nó sẽ dịch cho các bạn luôn. Và các bạn cũng có thể thêm cái từ vựng đó vào trong cái mục lưu trữ để lần sau app sẽ nhắc cho chúng ta học cái từ vựng đó luôn. Thì đây là một cái rất là tiện, mình đánh giá rất là cao Mochimochi ở cái này. Ngoài cái tính năng là tra từ điển trực tiếp thì các bạn cũng có thể học từ vựng ngay trực tiếp ở cái website luôn nhá. Đó, chúng ta sẽ học trực tiếp trên máy tính luôn. Nếu chán học từ vựng qua đọc báo kiểu khô khan thì các bạn cũng có thể vào Mochi Video để giải trí bằng những video mà có kèm phụ đề học tiếng Anh luôn. Từ vựng nào mà không biết thì Mochi cũng giúp các bạn ngay rồi. Đó, như thế này thì chúng ta chỉ cần việc lưu về và học thôi. Mochi cực kỳ chu đáo trong cái khoản này. Và nếu các bạn cảm thấy học một mình cũng kiểu buồn quá thì các bạn có thể tham gia cái cộng đồng Mochi học tiếng Anh ở trên Facebook. Ở đây thì mọi người đều rất là dễ thương, hòa đồng và cùng nhau đặt mục tiêu học tiếng Anh. Như vậy thì cũng giúp các bạn có thêm động lực học mỗi ngày. Mình vẫn hay nói với học sinh của mình, đó là các em phải học từ vựng, phải cố gắng trau dồi từ vựng, học phát âm từ vựng đó rồi ghép nó lại thành một câu. Khi chúng ta cày từ vựng thì không khác gì chúng ta đang tập gym để chúng ta săn chắc cơ bắp. Bạn nào học được nhiều từ vựng thì cũng chính là cơ bắp đầy người, không ngán bất kỳ kỳ thi nào cả. Vậy có thể nói vocabulary is king. Ok, video này chúng ta vừa mới bàn luận với nhau về một phương pháp học từ vựng rất là mới, rất là hiện đại. Vì vậy, chúc các bạn học thật tốt và hãy subscribe kênh YouTube của mình để chúng ta cùng gặp nhau ở những video tiếp theo và cùng hết sợ tiếng Anh nhé.